Xin chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát. Thay mặt ban biên tập chương trình, xin kính chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn, vạn sự hanh thông, phát tài phát lộc. Quý vị thân mến, tử vi học đã nói, mỗi con giáp sinh ra lại mang trong mình một số mệnh khác nhau. Có những mệnh chủ từ nhỏ đã phú quý, làm gì cũng đại cát đại lợi. Nhưng cũng có những mệnh chủ khi bước vào giai đoạn trung vận thì mới giàu lên được. Trong năm 2021 sắp đến, chắc hẳn quý anh chị tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 đang tò mò về vận mệnh của mình trong năm mới sẽ có những chuyển biến ra sao đúng không? Các nhà tử vi học dự đoán có vận may trúng số sau Tết âm lịch, tiền bạc ùn ùn kéo đến, giàu có nhất vùng. Trước khi đi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh Phong Thủy Gia Cát và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của kênh Phong Thủy Gia Cát. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Tử vi năm 2021 của tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 dự đoán, những người sinh năm 1990 sẽ có nhiều may mắn trong sự nghiệp. Bạn nên nắm bắt cơ hội và thiết lập kế hoạch nghề nghiệp rõ ràng. Theo cách đó thì bạn có thể từng bước đạt được mục tiêu của mình. Nếu nỗ lực không ngừng, cuối cùng sẽ đạt được mục tiêu. Bạn sẽ nhận được sự ủng hộ từ các nhà quản lý, sếp và đạt được cấp độ cao hơn trong sự nghiệp. Nó sẽ khá phù hợp với những người sinh năm 1990 để dành phần lớn cho sự phát triển nghề nghiệp. Tuy nhiên thì bạn sẽ có mối quan hệ không ổn định với các đối tác của mình và bạn muốn có những vấn đề với người khác. Do đó, học cách kiểm soát bản thân và giữ khoảng cách với người khác giới là khá quan trọng trong năm 2021. Người tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 gặp năm Tân Sửu, Thiên Can Tân Kim lộ xuất thương quan, còn địa chi Sửu Thổ lộ xuất thiên tài và Sửu Ngọ tạo nên cục diện tương hại. Nên trong năm nay, tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 vẫn có thể gặt hái được thành công nhất định trong việc làm ăn, khá thuận lợi trong việc buôn bán, kinh doanh, tài chính hoặc thủy lợi, nhà hàng. Thế nhưng, vì năm nay là năm phạm cục diện hại thái tuế, nên dù có làm ăn khá cũng vẫn tồn tại những tín hiệu nguy hiểm. Nếu không có sự đề phòng thì dễ gặp phải tổn hại do tai họa ngầm. Để mọi việc viên mãn hóa giải các xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế hộ thân. Ngoài ra, thương quan chiếu mệnh còn đại diện cho những chuyện thị phi rắc rối. Vì thế mà trong năm 2021, dù việc làm ăn lợi lộc có phát triển nhất định, nhưng tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 dễ gặp phải tai họa khôn lường. Bản mệnh có thể sẽ gặp phải nhiều chuyện rắc rối nếu quá chú tâm vào chuyện tình cảm. Vì thế mà trước khi đi đến quyết định giữ mối quan hệ với ai, mệnh chủ cần phải cẩn trọng hơn, có con mắt tinh đời để phát hiện ra ai là người tốt, kẻ xấu. Tốt nhất, nếu thấy mối quan hệ nào tốt với mình thì nên phát triển, mối quan hệ nào mang lại nhiều điều tiêu cực thì nên giảm thiểu, thậm chí là chấm dứt. Bản mệnh cũng cần phải chú ý đến chuyện kiện tụng thị phi trong năm 2021 này. Do ảnh hưởng của thái tuế mà tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 sẽ thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không có ý chí chiến đấu. Trong quá trình làm ăn thì tốt nhất không nên quá tham lam, muốn chiếm lấy những thứ không thuộc về mình. Nếu không, dễ vướng phải chuyện kiện tụng. Việc làm ăn chân chính dựa vào chính sức của mình mới mang lại nhiều niềm vui, còn tham lam muốn chiếm đoạt tài sản của người khác thì ắt sẽ gặp phải nhiều mối ưu phiền. Trong năm Tân Sửu, tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 tránh đến những nơi ẩm thấp hoặc những nơi có nhiều nước khiến cho cơ thể khó thích nghi hoặc mang đến những tai họa ngầm. Tốt nhất nên tham gia những hoạt động ngoài trời, chú ý rèn luyện thể dục thể thao giúp tăng cường thể chất. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kết tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hanh thông thuận lợi, thành công trong sự nghiệp. Mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là bát bảo tâm kinh. Dự đoán tử vi của tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 vào năm Tân Sửu 2021. Năm 2021, theo âm lịch là năm Tân Sửu, ngũ hành thổ, bích thượng thổ, được hiểu là đất trên tường thành, có tác dụng che chắn mưa nắng trộm cướp để con người có một cuộc sống bình yên và an toàn.
Sửu là con giáp đứng hàng thứ hai trong bộ 12 con giáp, được tính từ ngày 12 tháng 2 năm 2021 đến ngày 31 tháng 1 năm 2022 theo dương lịch. Mệnh chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, nạp âm ngũ hành là Lộ Bàn Thổ, đa phần là người lợi, quan cận quý, bản tính kiên cường, không thuận nhân tình, sự nghiệp hiển vinh. Năm Tân Sửu nạp âm ngũ hành là Bích Thượng Thổ, thổ thổ tương hợp khiến cho thổ khí quá vượng, vậy nên gia chủ dễ mắc phải các bệnh liên quan đến đường hô hấp, nhất là những bệnh liên quan tới mũi. Ngoài ra, trong năm nay, dễ dàng cùng với người phát sinh miệng lưỡi tranh chấp, đề phòng bị người liên lụy và mưu toan, cẩn thận mất tiền bên ngoài. Cho dù có tài, nhưng chưa chắc con giáp này đã tìm được thời điểm thích hợp để phát huy, vì thế mà sự nghiệp không có bước phát triển nào lớn lao. Do đó, mệnh chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 nên mạnh dạn, tự tin hơn, giữ thái độ khiêm tốn học hỏi. Nếu không hiểu thì cần phải hỏi người đi trước ngay, không nên làm bừa, gây ra sai sót. Cần phải học cách thích nghi với những môi trường khác nhau, cố gắng nâng cao hiệu suất công việc, cũng như là luôn giữ những suy nghĩ tích cực, lạc quan. Về chuyện tình cảm, năm nay cảm xúc của ngày này không ổn định, không nên trao gửi tình cảm cho ai một cách dễ dàng. Hãy giữ khoảng cách thích hợp với những người có ý đồ tiếp cận mình. Nếu đã lập gia đình, bản mệnh cần phải có cách sắp xếp thời gian hợp lý, không nên lạnh nhạt thờ ơ với nửa kia vì quá tập trung cho sự nghiệp. Khi có thời gian rảnh, bạn cần phải lập ra những kế hoạch hâm nóng tình cảm, tạo cơ hội để đôi bên thêm thấu hiểu nhau. Năm nay, có thể tham gia nhiều cuộc gặp gỡ bạn bè cũ, gắn kết tình cảm, tăng thêm tình nghĩa. Hóa giải bằng cách sử dụng pháp khí phong thủy trợ thân Bát Bảo Tâm Kinh để hóa giải thị phi, tăng cường quan vận và tài vận của mình. Nam mệnh 32 tuổi, năm nay gặp sao Thái Dương chiếu mệnh, vận thế sức khỏe tương đối tốt, thích hợp đi du lịch, đi công tác và đi xa cầu tài. Trong nhà sẽ có chuyện vui khá nhiều. Nữ mệnh 32 tuổi, năm nay gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh, hành niên trực thổ tinh, quan lai tương xâm, năm nay cẩn thận gặp kiện tụng, đề phòng không tốt gây quấy phá, giảm bớt việc đi xa. Sự nghiệp của tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 vào năm Tân Sửu 2021. Bạn sẽ có tiến bộ và thậm chí bước đi trong sự nghiệp trong một khoảng thời gian, may mắn cho tài lộc có thể nói chung vì quá nhiều nỗ lực trong công việc sẽ được đền đáp. Tình yêu và sức khỏe có một số điều cho bạn trong năm nay. Khi nói đến tình yêu và mối quan hệ tình cảm, tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 sẽ gặp ít may mắn hơn. Những người độc thân thì sẽ có nhiều người theo đuổi. Những người đã kết hôn sinh năm 1990 thì cần phải chung thủy với vợ hoặc chồng, tránh xa những cuộc tình. Chỉ bằng cách này, mối quan hệ của họ với các đối tác sẽ gần gũi và ổn định hơn. Đối với tài lộc thì người sinh năm 1990 sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với các năm trước, có lợi cho họ kiếm tiền ở các địa điểm khác nhau. Nếu kinh tế của họ cho phép, có thể thực hiện một số khoản đầu tư. Nói về sức khỏe thì tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 sẽ không mắc phải một số bệnh lớn, nhưng sẽ mắc một số bệnh nhẹ. Khi đi ra ngoài nên tránh xa tổn thương hoặc một số dịch bệnh. Tuy nhiên, điều an ủi là bản mệnh có khá duyên với trong lĩnh vực kinh doanh, tài chính. Nếu biết nắm bắt thời cơ, bạn sẽ gặp được cơ hội để thể hiện tài năng và năng lực của mình. Thế nhưng bên cạnh đó, dưới tác động của thiên quan, bản mệnh dễ nói năng không suy nghĩ, tính tình nóng nảy nên hay vướng phải chuyện thị phi hay nảy sinh mâu thuẫn với cấp trên. Quan hệ với cấp trên không mấy hòa hợp khiến cho việc thăng chức, tăng lương trở nên khá khó khăn. Chỉ có thể dựa vào chính khả năng và thành tích của bản thân mình. Xem tử vi sự nghiệp của tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 vào năm 2021. Do thiên can Tân Kim lộ xuất thương quan, còn địa chi Sửu Thổ lộ xuất thiên tài. Đồng thời, Sửu Ngọ tạo nên cục diện tương hại, nên sự nghiệp của tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 khởi sắc nhưng cũng tiềm tàng nguy hiểm. Chuyện rắc rối, thị phi có thể xuất hiện khá thường xuyên, khiến cho bản mệnh cần phải cẩn thận ứng phó, chú ý trong các mối quan hệ xã giao.
Do ảnh hưởng của thái tuế nên bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải, không có ý chí chiến đấu. Chính những lúc này là lúc bạn cần phải cực kỳ cẩn thận, tránh gây ra những sai lầm hoặc thiệt hại đáng tiếc, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của bản thân. Để cho sự nghiệp được hanh thông may mắn, hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất. Với một may mắn tốt cho sự nghiệp, những mệnh chủ tuổi Canh Ngọ 1990 cần phải chăm chỉ làm việc, hoàn thành các nhiệm vụ do cấp trên giao và học hỏi thêm vào thời gian rảnh rỗi để cải thiện sức mạnh của mình. Chẳng hạn như giao tiếp giữa các cá nhân nên trao đổi nhiều hơn với cấp trên về những gì bạn không hiểu trong công việc, để tránh sự không hài lòng của cấp trên vì hiểu lầm. Ngoài ra thì các gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong năm nay cũng phải phân rõ việc công và việc tư, không để chuyện tình cảm gây ảnh hưởng đến quyết định của mình. Bên cạnh đó, có người tốt kẻ xấu cùng xuất hiện, vì vậy bạn cần phải có khả năng quan sát tinh tế và nhạy bén để biết ai là người thực sự tốt với mình, còn ai chỉ là kẻ nịnh hót để kiếm lợi cho bản thân. Với những người làm nghề tự do thì bản mệnh cần phải xác định rõ mục tiêu cho mình, không nên quá tham lam, làm những việc thiếu đạo đức, bởi những việc làm này sẽ gây ra nguy hiểm và thị phi cho chính bạn. Đặc biệt, mệnh chủ tuổi Canh Ngọ trong năm 2021 Tân Sửu này cần phải cẩn trọng chú ý tháng Tân Dậu, dương lịch từ ngày 4 tháng 12 cho tới ngày 2 tháng 1 năm 2022, tức từ 1 tháng 11 đến 30 tháng 11 âm lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ. Vào các tháng này thì gia chủ cần phải hết sức đề phòng tiểu nhân tìm cách quấy phá, thị phi không đầu ập đến. Cần phải tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu tiến hành vào tháng này có thể gây ảnh hưởng đến những kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, những gia chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 thì không nên tiến hành những công việc quan trọng vào thời gian này là tốt nhất. Nếu muốn tiến hành, cần phải tham khảo kỹ càng từ các chuyên gia phong thủy. Về tài lộc của tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 vào năm Tân Sửu. Con đường tài lộc của tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong năm Tân Sửu khá là thuận lợi do có thiên tài chiếu mệnh, đặc biệt là đối với những người làm trong lĩnh vực tài chính, kinh doanh, thủy lợi hoặc thực phẩm. Tuy nhiên, bản mệnh nên biết thế nào là đủ để có thể dừng lại đúng lúc, không nên thấy những mối làm ăn lớn, kiếm lợi nhiều mà đầu tư không suy nghĩ. Bởi những quyết định nóng vội có thể dẫn đến những sai lầm không đáng có, thậm chí có thể khiến bạn rơi vào cảnh tiền mất tật mang, phá sản. Năm này sẽ không có nhiều cơ hội, thu nhập cũng sẽ phát triển theo tình hình, rủi ro, tài vận cũng sẽ tùy theo mà tăng nhiều. Đồng thời, con giáp này sẽ gặp không ít những việc đau đầu, thậm chí là nghiêm trọng. Vì thế mà tiền tài xảy ra tranh chấp liên quan đến pháp luật. Chi tiêu ngoài ý muốn nhiều, năm nay tuy là năm cải vận kém, nhưng tuổi Ngọ không cần phải quá mức khẩn trương, cơ hội vĩnh viễn dành cho người có chuẩn bị. Nếu như trong sự nghiệp có thể đặt ra kế hoạch cùng mục tiêu, với sự cần cù chăm chỉ làm việc, có thêm quý nhân tương trợ, thì có thể đạt được kết quả như mong đợi. Ngược lại, nếu như làm ăn biếng, cả ngày vọng tưởng tiền từ trên trời rơi xuống, tiền tài tự nhiên sẽ có một ngày cạn kiệt. Để kích hoạt tài vận của mình, hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất và mặt dây bát bảo tâm kinh để kích hoạt tài lộc, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho người sử dụng. May mắn cho tài lộc, bạn sẽ nhận được thu nhập từ tiền lương hoặc có tiền thưởng. Vì đã dành phần lớn thời gian để cải thiện hiệu suất và khả năng cá nhân, sẽ có thêm may mắn cho tài lộc. May thay, bạn giỏi lập kế hoạch tài chính và sẽ quản lý để sắp xếp tất cả loại chi tiêu trong tầm kiểm soát. Đồng thời, kiến thức tài chính học được sẽ mang lại cho bạn rất nhiều lợi ích. Ngoài ra thì trong đời sống hàng ngày, bạn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không nên tiêu tiền cho những việc không cần thiết. Cho dù là khi tài chính dư giả thì cũng nên biết giữ mình. Về tình duyên của tuổi Canh Ngọ, sinh năm 1990 vào năm Tân Sửu.
Trong năm 2021 này, tuổi Canh Ngọ dù là nam hay là nữ mạng đều khá vượng đường tình duyên. Những người còn độc thân thì cũng có cơ may gặp được một người thực sự phù hợp với mình. Tuy nhiên thì bản mệnh cần phải chú ý trên phương diện tình cảm này. Phái nam cần phải biết giữ mình, không nên quá đắm đuối vào chuyện tình cảm mà bỏ quên đi sự nghiệp. Luôn đề cao tinh thần cảnh giác để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình, còn ai tiếp xúc với mình chủ yếu là để lợi dụng. Rất có thể nếu bản mệnh quá cả tin thì sẽ bị đối tượng có ý đồ xấu lừa gạt, khiến bạn phải chịu đựng nhiều hậu quả đáng tiếc. Phái nữ thì nên có cách ứng xử đúng mực, không nên quá nóng nảy bốc đồng, nói năng không suy nghĩ, khiến cho đôi bên đều phải chịu tổn thương. Những người đã lập gia đình thì nên giữ khoảng cách với những người khác giới, không để những mối quan hệ ngoài luồng gây rạn nứt tình cảm, ảnh hưởng đến hạnh phúc vợ chồng. Mệnh chủ tuổi Canh Ngọ 1990 đã kết hôn hoặc là đang yêu đương, vì ảnh hưởng của hại thái tuế, nền tảng không được chắc chắn sẽ là một thử thách vô cùng lớn. Hơn nữa, tình cảm lại được tân kim là thương quan. Mệnh chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 dễ dàng mẫn cảm cực đoan, có các hiện tượng như là xung đột nhiều cùng người yêu, đồng thời dễ bị bên thứ ba phá rối, có tranh cãi. Phải cẩn thận, việc có kẻ thứ ba trên ngang cùng với người khác giới kết giao phải giữ đúng chừng mực. Nếu như năng lực quyết định không vững, khó chống cự lại sức hấp dẫn, rơi vào chuyện tình cảm dây dưa, vì thế dẫn đến sóng gió cho gia đình. Nếu như không hề có dấu hiệu tình cảm thì mệnh chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 đối với chuyện nhân sinh sẽ âm thầm lo âu. Hãy sử dụng pháp khí phong thủy vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được quý thần tương trợ, từ đó tăng cường nhân duyên cho mệnh chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Tình yêu và mối quan hệ tình cảm có thể tốt cho những người sinh năm 1990. Bạn có thể phải làm ai đó và cần nắm bắt cơ hội. Đồng thời, hãy rõ ràng với những người không phù hợp với bạn hoặc là mối quan hệ yêu đương có thể ảnh hưởng đến bạn. Nếu đã gắn bó thì hãy nói chuyện nhiều hơn với đối tác của mình, vì giao tiếp tốt là một cách quan trọng để cải thiện mối quan hệ. Sức khỏe của tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 vào năm Tân Sửu. Vào năm này thì tuổi Canh Ngọ sẽ phải chịu nhiều tổn hại do có sao thương quan chiếu mệnh, cũng như ảnh hưởng của cục diện Sửu Ngọ tương hại. Sửu thổ có sức ảnh hưởng lớn, khiến cho yếu tố hỏa của mùi thổ bị tổn hại. Vì thế mà tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 cần tránh đến những nơi u ám ẩm ướt, nếu không dễ khiến cho cơ thể không thích nghi được, gây tổn hại lớn. Trong năm Tân Sửu, bản mệnh không nên làm việc quá sức, khiến cho cơ thể mệt mỏi, không nên tham lam hoặc sa vào các thú vui như rượu chè, cờ bạc. Nếu có thời gian rảnh, nên thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời, rèn luyện sức khỏe. Mệnh chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 thì năm nay sức khỏe của bản thân và người nhà đều dễ dàng xuất hiện bệnh tật, thậm chí có khả năng bệnh cũ tái phát trở lại. Cần phải quan tâm nhiều hơn đến sức khỏe của người lớn tuổi trong nhà. Sức khỏe của tuổi Canh Ngọ thì trung bình, không có thay đổi lớn nào xảy ra với bạn. Đừng để cơ thể thức khuya và uống rượu. Ngoài ra, hãy chú ý đến sức khỏe của người lớn tuổi trong gia đình bạn. Nếu đi ra ngoài thì hít thở không khí trong lành sẽ tốt cho sức khỏe. Lái xe cần phải đặc biệt chú ý đến an toàn giao thông trong năm nay. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu của tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, nam mạng. Sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương đem lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng, nhiều tin vui. Nếu đi làm xa sẽ phát tài phát lộc, vạn sự hòa hợp, tài lộc cho nam, con nữ lại hay bị đau ốm, thường gặp tai ách, nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Mệnh chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990, nam mạng, vào năm Tân Sửu sẽ gặp hạn toán tận. Người có hạn toán tận trong năm này dễ mất tiền bạc của cải mà không dự tính trước được, tai họa sẽ bất ngờ ập đến với gia chủ. Trong đó có hai nguy cơ cao nhất, đó là bị cướp bóc và thứ hai là chung vốn làm ăn, thiệt hại lớn về tiền của. Hạn toán tận thì rất kỵ đối với nam giới, những tai nạn xảy ra thường là dạng tai nạn đột ngột, bất khả kháng và cũng khó đề phòng ứng phó. Nếu những người phúc đức kém, vận số xấu có thể nguy hiểm đến tính mạng. Sao chiếu mệnh năm 2021 Tân Sửu tuổi Canh Ngọ 1990, nữ mạng, Thổ Tú chiếu mệnh. Sao Thổ Tú chiếu mệnh.
có ngũ hành là thuộc thổ, xét trên mọi phương diện thì đều xấu. Người bị sao này chiếu mạng cần phải đề phòng kiêng kỵ vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch. Cả nam và nữ đều không tránh khỏi ưu phiền, ngủ không ngon giấc hay mơ chuyện gở, kinh doanh buôn bán không phát triển. Ngoài ra cần phải hết sức đề phòng những kẻ tiểu nhân ám hại, gia đạo có nhiều điều buồn phiền, bất an. Mệnh chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 nữ mạng và năm Tân Sửu sẽ gặp phải hạn huỳnh tuyền. Người có hạn huỳnh tuyền sẽ luôn gặp vấn đề về sức khỏe, chủ sự sẽ thường chứng đau đầu, chóng mặt, dây sầm, kinh doanh kỵ đường thủy. Để vẹn toàn thì không nên làm gì liên quan đến sông nước, đặc biệt không được bảo chứng cho bất cứ ai vì ắt sẽ nảy sinh chuyện bất lợi. Tử vi chọn đời của mệnh chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Những người tuổi Ngọ rộng rãi, phóng khoáng, họ có khả năng giao tiếp tốt, sức giác nhạy bén, tính cách thì thay đổi, nóng nảy, tuy nhiên thì giận nhanh mà quên cũng nhanh. Tuổi Ngọ yêu thích việc rèn luyện trí lực và chơi các môn thể thao, chính vì thế mà mọi hành động của họ đều nhanh nhẹn, mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng dẻo dai. Nhược điểm lớn nhất là những chú ngựa bất kham này chính là tính cố chấp, nóng nảy, thiếu sự nhẫn nại, rất hay dao động và không có niềm tin quyết định vào mình. Do đó, khi phải quyết định thì hay chần chừ, do dự nên hiệu suất công việc không được như mong muốn. Cuộc đời của nam giới tuổi Canh Ngọ có nhiều ngang trái và không được tạo nhiều phúc đức. Cuộc sống, gia đình cũng như là việc làm ăn, thuở nhỏ có nhiều đau thương. Tuy không thành công hoàn toàn về vấn đề danh vọng nhưng sẽ có nhiều triển vọng về vấn đề tài lộc và tình cảm. Từ 30 tuổi, bạn mới hưởng được một cuộc sống khả dĩ, gia đình yên ấm, hưởng hoàn toàn những tình yêu thương của gia tộc. Tuổi Canh Ngọ nữ mạng thì sẽ gặp nhiều khó khăn vào khoảng thời gian trung vận và tiền vận. Cuộc sống của bạn tương đối phức tạp, không có nhiều may mắn. Tuy nhiên, càng về hậu vận lại càng tốt đẹp, có cơ hội được lên cao. Đến trung vận có thể gặp được nhiều may mắn tốt đẹp, tuy nhiên không được đầy đủ cho lắm. Nữ mạng tuổi Canh Ngọ có thể kiếm được nhiều tiền bạc tương đối dễ dàng, thông thường thì hưởng thọ trung bình từ 75 đến 89 tuổi. Con đường công danh của nam giới tuổi Canh Ngọ có cơ hội được lên cao, gia đạo lúc nhỏ mặc dù không được phần yên vui cho lắm, nhưng khi tạo được hạnh phúc, cuộc sống của bạn hoàn toàn yên ấm. Từ năm 34 tuổi trở lên, cuộc sống mới được êm đẹp, trọn vẹn. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng, hoặc cát hung nạp vận của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những mệnh chủ tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990 trong năm 2021 này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.